Bột, cái này là cái rau này ăn chung luôn hả? Nó thơm luôn hả? Papaya salad, Korean, Cambodian, Thailand, Vietnamese, Laos, Hmong, Indonesia, Malaysia, all the southeastern country eat papaya salad. And Korean, Korean barbecue. What? Why not? Oh my god. Wait, em chút nữa. You went yesterday, right? Yeah, hôm nay có món mới, hôm nay có papaya salad. Rất là, like, you know, smelly, like mắm. Banging. Có có cái mấy cái đây nè, vợ mình làm cà pháo làm rất là đúng nha bị. Lúc đầu làm nhiều lần nó không có đúng. And then không có perfect, rồi làm rất là nhiều lần sao nó bây giờ đúng luôn, đúng mùi luôn, đúng vị luôn. Cay lắm. Nhờ có mấy có con tôm nữa mà. Mấy con crab á, cua á, gãy á, mắm á. Ba khía. So, muốn làm cái này á không dễ đâu nha. Nhất là Việt Nam mình, tại Việt Nam mình không có ăn mấy cái mắm này bằng Campuchia, Khmer, you know. Nhưng mà bây giờ chơi với nhiều người Asian á, nó dạy mình á, rồi mình làm đúng mùi luôn. Very, very good. Mình đã ăn với lại mực. Nếu mà có mực thì càng tốt. Mà mình chỉ có Korean barbecue thôi. Thì cũng đặc biệt hôm qua thì không có Korean mắm. Cho nên hôm nay mình muốn quay thôi. Tại vì có món mới. Papaya salad. Thì có bỏ mắm vô nó mới thành you know. Ai ăn coi rồi, không biết ai ăn coi không. Chấm vô cái sauce Korean sauce này. Đáng lý là wrap với lại Korean salad. Thật lắm lắm. But I only have one hand so. Nên là nướng nè. Nướng kimchi luôn. Nướng cái kimchi luôn cho nên cái món mới rồi với tình. Nướng kimchi luôn cho nó thơm á. Ồ. Nướng tỏi. Nướng mushroom. Nướng kim chi, asparagus, so it's banging. Just want to share with you guys real quick. Please. Okay, okay. All right, I'll shut it off. Gonna eat some food, drink a beer. Celebrate. All right, talk to you guys later, baby.